Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2005, như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Bữa nay là kỳ thứ 195. Như đại chúng còn nhớ đó, hôm dài một loạt bài là chúng ta chỉ là học ở trong cái giáo lý tứ đế mà thôi. Thì các vị thấy cái giáo lý tứ đế đó, nó đã là nhiều lắm rồi, nhưng mà cái mà của chúng ta học đây đó, tuy là không dài là nhiều cùng băng như vậy mà vẫn còn ở trong giáo lý tứ đế, mà chúng ta chỉ học lược thôi á, nó chưa có học kỹ đâu. Thì hôm nay là chúng ta còn ở trong cái phần đạo đế của cái đế thứ tư, khổ tập diệt đạo. Chúng ta học trong cái phần đạo đế mà là cái phần chót của đạo đế, là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, phát bồ đề phần và bát chánh đạo. Đây là cái phần thứ 8 ở trong đạo đế. Cái nhóm thứ 8 trong đạo đế là bát chánh đạo. Vì đại chúng để nghiên cứu về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn rồi, sáu món rồi, sáu con đường chánh rồi, bây giờ còn hai con đường nữa trong bát chánh đạo, đó là chánh niệm và chánh định. Thế thì thường thường á, trong đạo Phật thường nhắc nhở dạy dỗ những người đệ tử Phật là phải có chánh niệm, phải ứng dụng, phải thực tập về chánh niệm. Nếu không có ứng dụng, không thực tập chánh niệm thì chúng ta không đi tới cái kết quả tốt đẹp, an lạc, hạnh phúc được. Vậy thì chánh niệm là niệm cái gì? Cái đối tượng niệm để cho chúng ta tu tập chánh niệm nó phải có rõ ràng thì chúng ta mới có thể niệm được. Do vậy cho nên là trước hết học về chánh niệm thì chúng ta phải lưu tâm về cái đối tượng niệm. Mà cái đối tượng niệm á, thì riêng về Khổng Tử, trong cái thiên kế thiện của cái sách Minh Tâm Mở Giám, Khổng Tử đã nói rằng là nhất nhật bất niệm thiện,
chư ác giai tự khởi. Nếu trong ngày mà mình không có khởi cái niệm lành thì cái niệm ác nó bừng bừng, nó phát khởi, nó sinh ra. Cho nên cái người mà tu theo đạo Nho, không tự dạy rằng nhĩ tính thiện ngôn bất đọa tham ác. Hằng ngày chúng ta phải quân tập nghe lời lành, nói lời lành, bồi dưỡng ý niệm lành, đừng để cho nó rơi vào ba cái ác. Ba cái ác là nghĩ ác, nói ác và làm ác. Đó là cái ý tưởng của Khổng Tử, nó gặp với cái đạo Phật ở cái chỗ đó. Nếu mà không niệm cái niệm lành đó thì là cái niệm ác nó khởi ra. Xin lỗi các vị chút nha. Thế thì là theo giáo lý của Khổng Tử thì chúng ta phải thường để cái tâm mà phát khởi cái niệm lành. Thế thì là cái niệm lành là đại chúng đã biết rồi. Lành tức là tăng ít, mà ác tức là tổn giảm. Thành ra là mình phải khởi cái niệm lành, tức là lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, và ngăn giúp những cái điều mà có hại cho mình, hại cho người, hại cho tất cả chúng sinh. Thế vì là đó là niệm lành. Mà nếu cái tâm của mình thuần khởi niệm lành thì niệm ác không sanh ra được. Bởi vì trong cái tấm này mà nếu mình đựng nước trong rồi thì cái nước đục đó nó cũng muốn có rớt vô đi nữa, nó cũng đầy cái tấm nước trong rồi thì nước đục nó cũng có chỗ đó chứa. Cái chén cơm mà mình đựng đầy chén cơm rồi đó, thì là ai muốn đổ cái gì khác vô trong cái chén đó cũng nó cũng không có đựng thêm. Lại để cái tâm mình nó giống như là cái tấm hay cái chén vậy, nên nó đầy cái chất nào đó rồi thì chất khác không có đựng thêm được nữa. Ngược lại, nếu như chúng ta niệm cái niệm ác nhiều quá thì cái niệm lành là đương nhiên là không có rồi. Đó là cái ý tưởng của Khổng Tử về cái niệm là phải niệm thiện. Còn như cái người Phật tử, niệm thiện của người Phật tử thì thế nào? Là thông thường là các thầy nói chung, tất cả các thầy hướng dẫn cho các Phật tử, thường thường cái niệm mà gọi là niệm thiện đó thì chỉ bày cái cách niệm Phật. Mà niệm Phật đó bằng cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, và phần nhiều Phật giáo Việt Nam á, cái giai đoạn rất là lâu xa, bởi cái lẽ giáo lý ít có ai triển khai sâu rộng được, cho nên các bậc tiền bối phương tiện mà nhắc nhở mọi người gọi là tu hành, gọi là làm thiện, là chỉ có một cách là bài dạy cho đệ tử cái cách niệm Phật A Di Đà, gọi là pháp môn tịnh độ. Thành ra cái từ mà niệm
chánh niệm mà niệm thiền đó thì là Phật tử chỉ được học, được nhắc nhở về cái pháp môn niệm Phật A Di Đà là nhiều. Còn pháp môn niệm danh hiệu Phật Thích Ca thì hình như là cái từ, cái danh hiệu của Phật Thích Ca nó dài tới 9 từ mà nó hơi khó niệm, cho nên là ít có ai mà niệm Phật Thích Ca, mà niệm Phật A Di Đà thôi. Thế thì niệm Phật A Di Đà đã được là làm cái đối tượng, cái trọng tâm để cho người đệ tử Phật gửi gắm tâm hồn của mình ở trong cái câu niệm Phật đó. Thì như thế gọi đó là niệm thiện. Thì nếu mà mình phân tích ra mà pháp môn tịnh độ mà được học sâu thì niệm Phật A Di Đà mà học sâu, học rộng, có tư duy, có biết tư duy thì thật ra là niệm Phật A Di Đà là niệm thiện là đúng, mà lại nó là cái pháp môn thiền định nữa cơ. Vừa là gọi là tánh mà lại vừa là thiền ở trong đó. Cho nên cái điều đó không có gì sai trái. Chỉ có cái điều là Phật tử ít có được học cái giáo lý tịnh độ sâu sắc. Vì vậy mà chỉ gửi vào cái tâm hồn vào cái câu niệm Phật mà thôi. Còn như trong các kinh mà gọi là niệm thiện á thì nó có lục điểm lắm cơ. Trong kinh điển là thường thường nó có cái từ gọi là cái người Phật tử phải phát khởi tam tâm và lục niệm cơ. Cái đối tượng niệm đó, nó có tam tâm và lục niệm, chứ không phải chánh niệm là mình, nó không có cái đối tượng mà mình muốn niệm cái gì mình niệm đó, thì nó lệch lạc đi cái mục tiêu. Thành ra đặt cái chánh niệm là mình phải đặt vào tam tâm và lục niệm. Tam tâm đó là thâm tâm, chí thành tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Mọi người đệ tử Phật khi mà hướng về với Phật thì mình phải đem hết cái thâm tâm của mình, cái tâm sâu sắc của mình để mà học Phật, để mà hành theo giáo lý của Phật với một cái tâm sâu sắc thâm tín, chứ không có sâu sắc thâm tín để mà hướng về cái đạo giải thoát giác ngộ, hướng về Bồ Đề Niết Bàn, chứ không có phải là đi theo đạo Phật để rồi mình có một cái mưu cầu, cái danh, cái lợi, cái đoàn thể, cái tổ chức để mà làm ăn kinh doanh công việc này công việc nọ ở thế gian. Nếu mình phát tâm như vậy thì cái đó không gọi là thâm tâm, mà thâm tâm là cái tâm phải sâu sắc hướng về cái mục đích là giải thoát thì giác ngộ. Phát cái tâm như vậy gọi là phát khởi thâm tâm. Cái thứ hai là chí thành tâm, là phải quyết chí, phải thành thật, phải tinh tấn đi theo con đường mà mình đã phát khởi thâm tâm, đi con đường đó một cách tinh tấn, cách quyết liệt, và phải thành thật chí tình chứ không có dối trá. Cái tâm thứ ba thì gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Hồi hướng phát nguyện là khi mà phát tâm mà tu hành mà theo Phật đó, mình làm cái việc thiện đó, nếu như bất niệm thiện thì ác vô tự khởi đó, mình làm việc thiện đó là mình phải vì lợi ích mình, người và tất cả chúng sinh phát cái nguyện niệm thiện, mà niệm trong đó có cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh, gọi là hồi hướng phát nguyện tâm.
Thế thì ba cái tâm đó gọi là tam tâm. Mà người đệ tử Phật, nếu như mình có điều kiện mà mình muốn tu tốt, muốn tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường giải thoát giác ngộ, là tam tâm đó mình phải thường có tư duy, có chánh niệm, không được quên. Nếu mình quên tức như là sa sút. Vì vậy cho nên phải có chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là phải cái niệm giữ vững, nó có cái điểm tựa mà không cho nó sa sút, không cho nó tán loạn, nó vận động. Thế thì là mình chánh niệm, mình chánh niệm đối với tam tâm, tức là tam tâm là mục tiêu. Rồi cái đó lại phát khởi cái lục niệm nữa, sáu cái đối tượng để mà niệm, để mà mình đặt cái trọng tâm chánh niệm vào đó. Đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. À, đi sâu vào các pháp môn tu là mình phải tu tam tâm lục niệm á. Niệm Phật, cái người đệ tử Phật mà học sâu hơn đó, có học kinh điển đi sâu á, thì niệm Phật không có nghĩa là mình chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Phật. Không phải niệm bằng danh hiệu vậy thôi. Nếu như vậy vẫn có lợi ích, nhưng mà lợi ích rất là nhỏ. Rất nhỏ là tại vì là vì mình chỉ niệm cái lúc đó mà mình mắc niệm, thì đương nhiên là mình không làm được, không làm việc ác, không nói ác, không nghĩ ác, không nói ác, không làm ác, mà niệm được vậy thì cũng tốt. Nhưng mà con đường giải thoát giác ngộ nó không có sâu, và nó hạn chế. Thậm chí là có thể mình không nấu cơm ăn được, không lặt rau được, không đi chợ được, bỏ hết mọi việc có thể không làm, vì mà mình bắt niệm kia mà. Chưa kể là có vị người ta niệm là phải bám vào cái sâu chuỗi, vừa niệm một danh hiệu, vừa lần một hộp chuỗi. Thế thì cái cách tu đó, người thế gian, người tại gia còn gia duyên ràng buộc đó thì không làm nổi. Cho nên cái cách mình niệm Phật mà đi sâu vào cái đại thừa tư tưởng á, thì niệm Phật tức là niệm giác, không nhất thiết là phải niệm bằng lục tự Di Đà hay là cửu tự Thích Ca Mâu Ni, mà niệm được cái tánh giác. Niệm tánh giác á thì gói trọn trong cái câu là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, là nó phù hợp với cái tánh giác của mình rồi đó. Câu kệ đó là câu kệ của các vị Phật trong thất Phật. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Các điều ác không làm, vâng làm các việc lành, mà tự mình giữ gìn chánh niệm cho cái ý, tâm ý mình thanh tịnh. Đó là lời dạy của chư Phật. Cái gì niệm Phật là niệm cái chư ác bà tác, chúng thiện phụng hành. Niệm như thế là niệm về niệm giác, tức là niệm Phật mà là Phật tánh, Phật tâm. Mà nếu mà mình mà quân tập cái Phật tánh và Phật tâm như vậy mà nó vững rồi á, thì có thể vừa niệm không rời Phật mà mình vẫn làm được công việc bình thường của mình trong hàng ngày. Mà lúc đó mình không có phải bắt buộc phải niệm cái danh hiệu lục tự hay là cửu tự của Thích Ca Mâu Ni.
Cho nên cái niệm Phật nó có nhiều cách lắm. Niệm giác, niệm cái giác tánh, cái Phật tánh. Mà nếu mình khắc phục được và mình bồi dưỡng cái tâm tánh mình mà thanh tịnh được rồi thì nó coi như nó nằm ở trong cái câu là chư ác mà tác chúng thiện phụng hành là đã niệm Phật rồi. Cái thứ hai là niệm pháp. Niệm pháp là cũng phải niệm pháp là niệm pháp tánh đó. Chứ còn niệm pháp mà niệm kinh điển gọi là Phật pháp là cái pháp, cái giáo lý của Phật bằng kinh điển đó, thì mình niệm sao cho hết tam tạng kinh điển đó, thì mình biết câu nào mà niệm cái chữ gì về là cái đoạn kinh nào giờ đây. Cho nên niệm pháp là phải niệm cái tánh của pháp, gọi là niệm pháp tánh. Niệm Phật là niệm Phật tánh, niệm pháp là niệm pháp tánh. Niệm pháp tánh là mình niệm rằng là hiện tượng dạng pháp ngàn sai muôn khác như thế, nhưng mà các pháp cùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Dù cái hiện tượng duyên sanh ra từng cây cỏ núi sông đất liền tề tấn mấy nước gồm trong động vật thực vật khoáng vật, nhiều thứ nhiều tên nhiều hình dạng ngàn sao muôn khác như thế, nhưng mà cái tính của các pháp vẫn là thanh tịnh, vẫn là tịch diệt. Cái chỗ này là mình phải có tư duy, cho nên là niệm Phật niệm pháp mà vẫn là không rời thiền định. Vì vậy cho nên tôi nhắc với đại chúng là cái pháp môn thiền định là của tất cả mọi người đệ tử Phật. Pháp môn nào cũng phải vận dụng thiền định, tư duy, quán chiếu. Cho nên thiền định không được dành riêng cho một pháp môn nào, cho một tôn phái nào, mà người Phật tử đều phải tu tập vận dụng thiền định. Cho nên niệm pháp cũng phải thiền định, phải niệm bằng pháp tánh. Chứ chẳng lẽ mình niệm cái núi, mình niệm cái cây tùng, cái bách, rồi niệm cái cây giáng hương quỳnh đàn, cái gì đó, hay là núi sông đất liền gì đó là niệm cái gì? Pháp tức là vạn pháp, là hiện tượng vạn pháp, chứ không phải pháp là bao nhiêu câu ở trong kinh điển của đạo Phật. Kinh điển của đạo Phật đó, như Lai Thế Tôn nói, những cái mà ta nói cho các đệ tử nghe đó, nó ít như cái đất mà ta ngoéo trong cái móng tay đó. Còn những cái pháp mà ta chưa nói, ta chưa dạy các ông, nó nhiều như cái đất của đại địa vậy. Cho nên mình niệm pháp là phải làm niệm pháp tánh, là cái tính thanh tịnh bản nhiên của dạng pháp. Và nếu mình niệm sâu nữa đó, là niệm pháp là mình phải biết rằng là cái pháp, ví dụ như là cái hoa lan này nó đẹp như thế, thế mà thực chất nó không có là cái gì hết. Cái thực tướng của nó là vô tướng. Tất cả những sự vật trước mắt ta, nếu ta đi sâu vào cái chỗ thực tướng của nó là vô tướng. Vì vậy cho nên là hiện tượng dạng pháp chúng ta, trước mắt của chúng ta vẫn sinh hoạt, chúng ta vẫn thọ dụng. Nhưng mà nếu mình là người biết niệm pháp thật sự là thọ dụng, thì thọ dụng mà không có đam mê, không có lưu luyến, không có chấp mắt. Niệm như vậy gọi là niệm pháp đó. Chỉ cần không đam mê, không lưu luyến, không chấp mắt, không bảo thủ, thì những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt sâu tiền tài danh vọng địa vị gì trong đó tự nhiên nó bung, nó tan rã ra hết. Thế thì nên như thế là niệm pháp đó, mà là niệm pháp tánh. Thế thì niệm Phật cũng phải là niệm Phật tánh thì nó mới sâu, nó mới rộng, mới kết quả lớn. Niệm pháp với niệm pháp tánh. Cái thứ ba là niệm tăng.
Niệm tăng không phải là niệm mấy ông thầy, mấy vị sư ni, mấy hòa thượng, mấy hòa thượng chứ tăng chứ ni là tăng đấy. Nhưng mà các vị đó, đó thì là khi nào các vị chỉ là đóng cái vai trò thượng hữu tri thức của chúng ta mà thôi. Chúng ta có thể học hỏi, chúng ta có thể trao đổi. Nếu họ là giáo thọ thiện tri thức thì chúng ta có thể học hỏi với họ, nhờ họ hướng dẫn Phật pháp cho chúng ta. Chứ họ không có làm gì cho chúng ta được hết. Họ hướng dẫn là được, họ là thiện hữu tri thức thì được. Chứ mà mình niệm tăng mà cứ cái việc gì đó cứ chạy tới là đem tiền lại tâm sự nhà thầy, cúng thầy 5 triệu, 10 triệu rồi thầy làm hết cho con, tật bệnh thầy chú nguyện cho con lành, bị mắc bó tù tội nhờ thầy cầu an, rồi sắp chết đó thì nhờ thầy chuẩn bị, mời Phật Di Đà tới chuẩn bị sẵn sàng, và Quan Âm cũng phải đứng kế bên. Hay nếu chưa chết thì nhờ Quan Âm kéo trở lại, còn nếu Quan Âm kéo không lại thì thầy nhờ Phật Di Đà dẫn con đi. Thì cái kiểu mà niệm Phật kiểu đó đó, niệm tăng kiểu đó đó là coi như là Như Lai gọi là những người đáng thương xót. Không có niệm tăng cái đó. Tăng là thiện hữu tri thức, là người có thể là giáo thọ thiện tri thức cho ta. Còn cái việc tu tập là ta phải nương vào chánh pháp mà ta ứng dụng, ta thực hành, ta tu tập mới có kết quả. Còn niệm tăng đây có nghĩa là niệm tăng tánh, là cái tánh hòa hợp của giữa Phật và pháp. Chữ tăng là hòa hợp. Chữ tăng mà cái nghĩa tăng già là cái nghĩa hòa hợp, là hòa hợp về hình thức. Tăng già đệ tử Phật là nương nhau hòa hợp mà tu tập. Giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân, thân hòa đồng trụ, thủ hòa vô tránh. Đó là cái quy lực, cái nội quy của đoàn thể tăng bảo. Gọi chữ tăng là có nghĩa là hòa hợp. Hòa hợp nó có lục hòa, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, lại hòa đồng quân, giới hòa đồng tu. Thế thì cái đó là nghĩa lục hòa, tức là cái độ nguyên của tăng bảo với nhau. Còn chúng ta niệm tăng là chúng ta niệm rằng Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nguyên của hữu tình, của động vật, mà động vật cao cấp nhất là con người. Còn pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của mọi sự vật. Cái người niệm, cái người mà niệm tăng á, niệm tăng tánh á, là phải thuộc, phải học kỹ về Phật tánh và pháp tánh. Rằng chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa nay tánh của nó vốn có cái tướng tịch diệt rồi. Do vậy cho nên là Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nguyên của động vật. Còn pháp tánh, mình niệm pháp tánh là mình niệm cái tánh thanh tịnh bản nguyên của thực vật và khoáng vật. Nói chung, nói cách khác là hiện tại giảng pháp đều nó có cái tánh thanh tịnh của nó. Thế thì là Phật tánh và pháp tánh, nói tên thì hai, nhưng mà kỳ thật nó là một. Ở trong cái vũ trụ này nó có một cái tánh thanh tịnh bản nguyên, đó là vô vi tánh. Thì trong cái vô vi đó nó gồm có Phật tánh và pháp tánh cộng lại, nó thành ra cái tánh thanh tịnh bản nguyên toàn chung nhất, đó là gọi là vô vi pháp. Còn hiện tượng giảng pháp này ngàn sai môn khác, nếu chúng ta chưa đạt tới cái trình độ sâu sắc niệm Phật tánh pháp tánh thì chúng ta niệm
Phật tánh pháp tánh không phải là, không phải là niệm Phật tánh pháp tánh, mà là niệm Phật niệm pháp với cái dựa trên cái cơ sở Phật pháp tăng của thế gian. Tất nhiên là ta niệm bên phương diện hữu vi, mà bên phương diện hữu vi thì chúng ta niệm như vậy, niệm Phật pháp tăng như vậy là không có sâu sắc. Do vậy cho nên là trong cái đường lối tu hành là chúng ta nó có nhiều cái bậc tu. Chúng ta học theo nhân thừa thì ta niệm Phật pháp tăng kiểu của nhân thừa, mà tu về thanh văn thừa thì niệm Phật niệm pháp niệm tăng của thanh văn thừa, mà tu về đại thừa thì có cái cách niệm Phật niệm pháp niệm tăng của đại thừa. Mà niệm Phật tánh, niệm pháp tánh, niệm tăng tánh là niệm của người đại thừa. Còn niệm Phật niệm pháp niệm tăng, trọng Phật trọng pháp trọng tăng trên phương diện hình thức, quý kính nhân lời nghe lời giảng dạy tu tập, đó là niệm Phật niệm pháp niệm tăng của tiểu thừa. Còn như niệm Phật niệm pháp niệm tăng của phàm phu mà chưa có biết gì đó thì chỉ là làm một cái nhân xa, gọi là gieo duyên, chứ còn cái kết quả đem lại sự an lạc hạnh phúc trong cuộc sống thì chưa có. Ví dụ những vị mình ta đi chùa ta lại ta đốt là cái bó nhang đó là lại Phật đó, rồi ta lại kinh lại tượng, ta lại kinh sách đó, ta lại giữ lắm, rồi ta gặp các chư tôn hòa thượng tăng ni đó, ta cũng cung kính giữ lắm. Nhưng mà thật sự cái đó là kết cái duyên vậy thôi. Cái về nhà là chồng con gầy lộn là vẫn gầy lộn, hàng xóm đánh chửi là vẫn đánh chửi, bán buôn là gian trá xã quyệt vẫn là xã quyệt, rồi ăn ở đời thì nghĩa là không có thương ai, không có giúp đỡ ai, không có làm gì lại lạc cho ai hết, mà lại còn làm những điều đau khổ cho người khác. Thế thì cái người đó làm sao mà có an lạc, có hạnh phúc được? Mặc dù đi chùa đốt nhang bó thôi chứ không có đốt né từng cây, mà hoàn toàn không có đem lại hạnh phúc gì hết. Thế thì đó là niệm Phật cái kiểu của bạc địa phàm phu, chỉ là kết duyên với Phật pháp, chứ cái đem lại sự an lạc giải thoát thì không có. Mà cái tôn chỉ mục đích của đạo Phật á, là Phật dạy những người đệ tử tu Phật để được an lạc, để được giải thoát giác ngộ, chứ không phải để niệm Phật lại Phật để chứng tỏ rằng Phật là bậc được tôn kính, ngồi ăn trên ngồi trước, được đệ tử nó lại. Không có, Phật không hề cần cái đó. Cho nên chúng ta để ý rằng là niệm Phật niệm pháp niệm tăng mà nó có nhiều căn cơ, có nhiều bực, nhiều chủng tính, nhiều hạng người cũng niệm Phật niệm pháp niệm tăng mà cái sự an lành, sự giải thoát giác ngộ không đồng nha. Đó là ba món rồi. Rồi niệm giới, niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm giới. Giới thì nó có tam quy ngũ giới, nó có thập giới, nó có 250 giới của các vị thức sĩ tỳ kheo. Thì cái người tu cái thời nào thì mình phải niệm cái giới đấy. Ví dụ như Phật tử tại gia thì có người thọ ba giới thì mình phải cố gắng giữ ba giới. Năm giới mà có người ta thọ ba giới cũng được. Phật thì đại từ đại bi, từ bi vô lượng, người ta làm không nổi thì không có bắt ép. Ví dụ trong năm giới mà giờ có người nói giờ tôi, người ta rất là bận, ta nói giờ uống rượu, giờ bên nam giới giờ uống rượu tôi chưa giữ được cái đó, tôi xin thọ bốn giới. Thì trong hàng tăng chúng cũng chấp nhận cho bốn giới, và Phật cũng cho người đó thọ bốn giới. Năm giới không giết người, không không không
không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, bốn giới đó họ được thì nhận lãnh bao nhiêu đó tùy tâm phát nguyện. Còn giới uống rượu thì khoan chưa, để từ từ về bớt. Bớt được chừng nào mà bỏ được thì chừng đó thọ giới thêm cho nó trọn là cái giới ưu bà tạc. Ở đó Phật cũng không có rầy. Có người thọ có ba giới thôi, ba giới thì phải giữ ba giới à, mất sát, tức là không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, phải giữ ba giới. Nếu mình thọ ba giới thì mình phải niệm ba giới. Còn cái nói dối á, bởi vì buôn bán còn nói dối, mặc dù là không có nói quá tai như là cái áo là 50 ngàn mà nói 500, để rồi người ta trả 150, 200, 250 gì đều là lời quá sức nói. Thế thì cái đó, cái người buôn bán là còn bị cái đó. Mà cái người mà đệ tử Phật rồi thì ta không có nói quá vậy, ta lại ít hơn, nhưng mà cũng còn phải nói hơn vốn rồi có lời rồi mà nói thùi này thì để vốn cho anh cho anh chị đó để làm quen, mai mốt lại mua nữa nha, chứ kỳ thật là lời rồi đấy. Còn cái người mà nói là bán cái này là tôi bán cái này tôi lời 3 ngàn, mua không mua thôi, thật sự tôi lời 3 ngàn, cái đó có nhưng mà ít lắm mà rất ít, mà bán như vậy là không có giàu lớn được. Do vậy mà cái giới mà nói trong năm giới mà cái giới nói dối có người ta cũng không dám thọ, vì gia cảnh gì còn làm ăn. Thành ra là người ta niệm ba giới thôi. Thế thì niệm giới là vậy. Còn người xuất gia thì niệm cái giới của xuất gia, bởi vì cái giới mình giữ, mình niệm giới, mình giữ giới không phải mình giữ cho Phật. Tôi nói là đại chúng đi cái chỗ này nè, ông Phật là hoàn toàn không cần phải tùy thuận Phật, nghe lời Phật để làm cái gì cho Phật hết đó. Mà nếu mà mình thọ giới 5 giới hay 10 giới hay là 250 giới hay là 350 giới gì đó là để cho mình được an lành, được thanh tịnh thân khẩu ý của mình được có bồ đề, có niết bàn cho mình. Chứ Phật không có ăn thua gì Phật hết. Phật biết rằng cái đó là cái nguyên nhân của khổ đau, của phiền não. Phật nói ra để mọi người ý thức, tự ý thức, tự ngăn ngừa, tự giữ gìn để tự có an lạc hạnh phúc. Chứ đừng có quan niệm rằng là giới là phải làm cho Phật. Phật không cần, mà chính mình cần. Phật dạy cho con đường giải thoát giác ngộ, Phật chỉ cho những cái nguyên nhân của khổ đau, rồi chính mình tự cần và tự giữ, chứ không phải giữ cho Phật. Do vậy cho nên là người nào mà tự phạm giới, mình thí dụ như mình là người đệ tử Phật đó nè, tôi nghe người này thỉnh thoảng có người này nói người kia phạm giới, người kia nói người đó phạm giới, rồi phê phán nhau á, tôi nghe cái đó tôi chưa vui được. Chưa vui được là vì cái người đó không có biết tôi. Người ta phạm mà kệ người ta chứ, mình nói chi, đó là chuyện của người ta. Mà mình nói thì chỉ thêm gầy già, thêm gây lộn, thêm mất tình cảm vậy thôi. Mà nếu như thật sự mình là thiện hữu tư thức với nhau thì mình nhắc nhở để hạn chế, để giữ gìn cho nhau, điều đó tốt. Còn cái về bế lòng tìm vết thì dịch lá tìm sâu để nói qua nói lại đó mà, thì tôi nghĩ rằng là các Phật tử nào mà có học đạo nên nhớ cái đó. Giữ giới không phải giữ cho Phật, người đó phải nhớ Phật không có mất cái gì hết, mình càng không có tương quan. Cho nên người ta ý thức được là người ta giữ, mà ta giữ là ta có an lành, ta có giải thoát thật sự trong bản thân, cho bản thân, cho gia đình người ta tốt nhất. Cái đó là ảnh hưởng tới cái xã hội tốt đẹp. Nhà tới vì niệm giới là niệm vậy đấy.
chứ đừng có sợ lắm, mà lỡ phạm rồi hả cũng không sợ luôn. Vô tội được, vô tội ít, tập việc tâm trung mạc bất mịch, tỷ lai tầng cảnh dị tầng ma, kim nhật phân minh tương phẫu tích. À, tội là do mình làm sai, mà mình biết nó sai thì mình không làm sai nữa, mình làm điều lành điều phải điều thiện, rồi cái kia nó tự mất. À, cho nên ý tôi muốn nói không sợ là vậy đó. Nó giống như bây giờ cái ly này, giờ tôi lỡ tôi đựng một cái tách nước độc, bây giờ cứ đem cái bình này nước trong nước ngọt rót vô hoài, không có cho nước độc vô nữa, thì cái nước độc kia nó tự mất hết đi. Mất hết nó thành cái nước vẫn uống được như rồi. Cũng như cái nước ở dưới sông mình đó, sông Đồng Nai, sông Cửu Long tháng này nó đỏ ngầu đó, là tại vì nó rửa cả từ Tây Tạng, từ Trung Quốc, từ Cao Nguyên, nó rửa hết tất cả cái gì trên mặt đất nó tuôn xuống vậy đó. Nhưng mà nó tuôn rồi á, bự nó quá dài. Nếu mà mấy ngày nửa tháng trở lên mà không có mưa là tự cái độc, cái dơ, cái hôi đó nó quá dại hết. Chứ nếu mà nó không có quá dại được á thì con người tới ngày nay không có nước uống, cũng không có đồ ăn là chết rồi. Do vậy cho nên là không có cái gì nó tồn tại cố định lâu dài á. Thế thì cái tội cũng vậy, cái gọi là tội á, cái gọi là ác á cũng vậy. Nếu mình biết ăn năn, nếu mình biết cải hối, nếu mình biết chừa những cái điều ác, điều tội đó mà mình không làm nữa đó mà, rồi tự nó tiêu. Cho nên không có sợ cái gì hết. Không sợ là cái đó, là do mình nhận thức được cái chân lý đó, rồi tự mình xây dựng cái tốt mà mình cải tạo, mình loại bỏ cái xấu, cái tội ác, thì tự nó tốt thôi. Chứ không có cái ông thần, ông thánh, đạo Phật thì không bao giờ sợ cái ông thần, ông thánh nào để mà bắt tội mình. Cho nên niệm giới là mình để ý cái chỗ đó. Lỡ phạm đừng có sợ gì hết đó. Biết rằng là đã phạm, biết rằng bữa nay mình làm sai và không làm nữa, ăn năn việc đó, biết việc đó là sai, là trái, là không có lợi cho mình, không lợi cho người, là xấu, mình không làm nữa, rồi mình làm việc tốt không rồi cái kia tự mất. Đó là kinh điển đàng hoàng ha. Rồi niệm thí, niệm giới và niệm thí. Tại sao mình phải niệm thí? Thực ra mình không có cái gì hết. Căn cứ theo chân lý mà nói, thật ra mình không có cái gì hết. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, bốn cái tướng Kinh Kim Cang nói đó, không có cái tướng nào là có thật. Mình chấp tướng ngã là bản thân mình, mình chấp cái tướng nhân là cái người đối tượng với mình, rồi mình chấp nhân với ngã cộng lại thành ra chúng sanh, rồi nhân ngã với chúng sanh cộng lại thành ra nó có một cái ý niệm thọ hưởng, thọ hưởng những cái hiện tượng vật chất ở trên cõi đời này. Vật chất là một hình thức chúng sanh trong hai thứ chúng sanh. Mình chấp hữu tình chúng sanh là tướng nhân, chấp ngã là mình, chấp chúng sanh hữu tình nhiều người là tướng nhân. Ừ, nhiều người là ít người thì gọi là tướng nhân, mà nhiều người thì gọi là tướng chúng sanh. Chúng sanh thuộc về hữu tình, và hiện tượng vạn pháp cũng là tướng chúng sanh, mà chúng sanh thuộc về vô tình. Thành ra cái cõi đời này mình do chấp bốn tướng đó, tướng ngã, tướng nhân cộng nhiều cái nhân lại
thành ra tôi chúng sanh hữu tình. Rồi á, còn á, bao nhiêu hiện tượng vật chất bên ngoài vô tình vô tri đó, vô giác đó, núi sông đất liền vân vân đó, thì cũng là tướng chúng sanh mà chúng sanh vô tình. Chứ đừng có ngã tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Từ đó mà nó sinh ra cái sự phân biệt. Phân biệt người, tao, mày, tụi nó, chúng mày. Rồi thương, ghét, vui, mừng, buồn, giận. Chứ kỳ thật mình không hề có, không hề có cái gì. Cho nên cái niệm thí, niệm thí có nghĩa là phải tư duy quán chiếu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đều không có thật, không có cái nào là của mình hết. Mình không có cái gì hết. Mà tổ Vũ Sơn nói rằng là tham lưu thế gian, thế gian ấm dương thành chất và tùng sanh chí lão nhất vô sở nạn. Tại mình tham luyến thế gian rồi mình chấp cái ngã, cái nhân, cái chúng sanh, cái tội giả, nó sinh ra đau khổ. Kỳ thật từ khi sinh ra tới khi già không có một cái gì để gọi là cái của các anh được, của các ông các bà được, không có được cái gì hết. Do vậy cho nên là phải thấy được cái tính chất dạng pháp giải không như sanh như quyển, để mà đừng tham luyến thế gian, để mà nó thành ra ngũ ấm lục nhập tập duy xứ tập bát giới, để sinh ra nguyên nhân đau khổ trên cõi đời này. Thì là tham luyến thế dương ấm dương thần chất, và cuối cùng tùng sanh chi lão nhất vô sở nạn. Không ai được cái gì, không có ai được cái gì. Chỗ đó là cái chỗ mà chỗ khó đó. Không có tu thiền là các vị không nghiệm được cái câu đó đâu. Tại sao gọi là tùng sanh chi lão nhất vô sở đắc? Người ta có nhà kia mà, người ta có công ty kia mà, người ta có sự nghiệp kia mà, người ta có con có cháu có vân vân và vân vân, tiền tài danh vọng sự nghiệp là có từng từng lớp 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 đủ thứ kia mà, sao gọi là vô sở đắc? Này, mình có đó là tại vì là mình vô minh che lấp, vì vậy mình nó đau khổ đó. Chứ thật sự mình không hề có được cái gì. Đừng một cái từ đây tới lát nữa con người có thể mất mạng này, và mất mạng bất cứ lúc nào trong mấy mươi năm. Và trong mấy mươi năm mình không hề làm chủ được mình, chứ đừng nói làm chủ cái gì khác. Cái đó là cái sự thật thôi. Nếu nhìn bằng tuệ nhãn thì mình thấy rõ như vậy. Còn con cái là con cái, mình nói vậy chứ lớn lên rồi mình không biết được là nó là con mình hay không phải con mình. Mình dạy nó không được thì nó đâu phải con mình. Nó tự nữ với mình, nó bỏ mình, nó bỏ cha, nó bỏ nhà, đi quan. Giống như là trong cái bóng qua cái phẩm mà cùng tử đấy. Con nhà giàu vậy đấy mà bỏ cha bỏ nhà đi quan để làm kẻ nói khó lang thang lại đây mai đó. Chúng ta bây giờ đây cũng vậy đi chứ, chúng ta cũng bỏ cha bỏ nhà đi quan đi chứ. Rồi cha mẹ ta như là cái tôn là một người nhà giàu vô tận mà làm gì đó, làm gì đó, cái gia tài giải phóng giác ngộ vô tận, bao nhiêu con xài cũng không hết, vậy mà nó bỏ nó đi. Nó bỏ đi làm gì đó. Cho nên là con cái cũng không ai, không ai là con cái của ta. Tiền tài danh vọng sự nghiệp, nếu tiền tài danh vọng sự nghiệp là của ta, thì gần đây tôi đọc cái ông gì là chủ tịch của cái công ty lớn ở Việt Nam này, đầu tư Việt Nam này, nhảy lầu thứ 13 ở Hàn Quốc là phải. Các vị còn nhớ không? Báo chí đăng rõ ràng ông đó chủ tịch của cái công ty lớn, nhà cửa đấy. Cho nên đâu có nhận vậy. Tôi thành thật tôi nói các vị là đến tôi bây giờ, tôi nói là các vị nói tại tôi già rồi, kêu bằng hết nhựa sống rồi nói. Nhưng mà nói như vậy cũng không phải là oan. Nhưng mà bản chất của tôi hồi nhỏ, tôi thấy vinh hoa phú quý không bao giờ tôi đam mê.
cái thị thành qua lệ này tôi ở 60 năm mà tôi không hề đam mê lưu luyến cái đẹp đẽ của thành phố. Còn cái tiền tài danh vọng địa vị sự nghiệp minh mông vô tận của người ta đó tôi cũng không hề có đam mê. Cho tới bây giờ tuổi này thì lại càng thấy là càng sợ dùm cho người ta, thấy rằng không hề có hạnh phúc. Tôi hỏi các vị, với các vị tiền tài rồi các vị ăn bữa cơm bao nhiêu món mà ăn được cái gì chứ? Thì nó cũng bao nhiêu món đó thôi. Tôi bây giờ đi học trò tôi nấu bữa ăn có 4 món ăn, mà thật sự mà ngon miệng là tôi chỉ ăn có 1 món là tối đa rồi thêm 2 món, còn các cái kia có thể không ăn. Thế thì mình nếu mà giàu có mà nấu như là trong sách vở đó, cái nhà vua ăn một bữa ăn là 36 món thì ăn cái gì khủng điên vậy? Nó ngon cái nào thì mình ăn cái món mấy rồi ăn chút xíu là hết vài chén cơm rồi mà ăn 36 món là ăn sao? Còn nhà vua là ăn là mỗi ngày là phải đốn cái tre mà tre mới vừa rụng lá đó, phải vớt, có người vớt cái đũa mới ăn rồi ăn bằng đũa tre mới có một lá. Tôi không biết nó ngon cái gì nhưng mà vua ăn vậy. Cái tự mình làm khổ cho mình đó, chứ được cái gì? Thì có ông 15 tuổi, 18 tuổi, 25 tuổi chết. Thế thì ăn ngon, mà nếu ngon thì phải sống dai, thì cũng nên ham. Chứ làm vua cũng không được sống dai kia mà. Cho nên là mình học đạo rồi á, mình có một cái suy nghĩ. Tất nhiên là không phải mọi người nào người ta cũng nghe mình ta đồng ý đâu. Người ta có được cái chứ, người ta ham lắm đó chứ. Nhưng mà những người ham là những người thật sự không có hưởng an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Tối rồi đếm tiền bằng máy, hai ra cái máy đếm, vậy là sướng không? Tôi cho là không sướng. Mấy ông chủ ngân hàng này kia nọ là phải tối là kiểm tra tiền bằng máy không chứ. Mấy người mua bán lớn là cũng kiểm tra tiền bằng máy không chứ. Mà nếu mình nhìn kỹ á thì những gì đó, nhưng mà nói vậy là mình nói ta nói mình khùng đấy. Tôi nói như vậy người ta nói tôi khùng đấy, nhưng mà không sao, trên đời này đủ thứ hạng người đó. Mà cái hạng người mà nói như tôi vậy là ta gọi là hạng người tôn giáo, là vì nói là cái kiểu cái đạo lý người ta gọi là tôi cực liễn thế mà. Mà thật sự cái người mà gọi là học đạo á, là không ham mê cái kia thì mới học đạo được. Không ham mê cái tiền tài, cái danh vọng, cái sự nghiệp thì mới học đạo được. Mới có giải thoát, mới có giác ngộ. Còn bằng không thì phải đi con đường bên kia. Chúng tôi không chê bai, không dám chê bai, và càng không có cái vụ thủy đáng gì hết. Nhưng mà nhìn bằng đạo nhãn mà nhìn đó, bằng tuệ nhãn mà nhìn đó, thì các vị coi tiền nhiều vậy mà không hề có sướng. Mà khi nào mà các vị mỏi mệt rồi là các vị từ chức rồi các vị vô đây. Tôi chỉ cho phương pháp chừng đó các vị sướng gấp ngang lên cái mà đếm tiền bằng máy. Đấy. Cái đó là sự thật. Thế còn cái lúc mà các vị đếm tiền bằng máy đó các vị không có sướng đâu. Mà đạo Phật là cái đạo mà dạy cho con người lột bỏ vô minh, lột bỏ tham lam. Mà tham nó có tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tỳ, tham sự nghiệp, vân vân, sân si và sân và si, tham sân si. Cái gốc của tham si làm nó làm cho vô vàn cái đạo Phật tham. Cái gốc ở chỗ đó. Cho nên nếu mà học Phật rồi mình phải lấy cái gốc, phải trừ cái gốc. Mà trừ được cái gốc đó thì nhánh lá trồi trọt nó sẽ nó héo mòn, nó sẽ tan chết mất, thì mình mới có được an lạc. Nếu đệ tử Phật là phải nhìn vậy thôi. Còn bằng mình không chịu nhìn bằng cái đó thì mình đi hướng khác, đi chỗ khác mà chơi. Cho nên là lấy quan điểm của đạo Phật mà nói thì có những người thấy rằng ta nghe ta nói mình khùng điên, nhưng mà nếu người ta có nói vậy cũng không sao hết.
cũng đúng thôi, cũng gọi là đúng đối với họ. À, niệm giới về niệm thứ đó, niệm thứ là vậy đó, là phải tự thấy rằng là tùng sanh chi lão nhất vô sở đắc, bản thân mình không có cái gì mà sắc cũng chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, thọ tưởng hành thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là thức. Thế thì ngũ uẩn giải không thì còn cái gì nữa là của mình. Do vậy cho nên là phải niệm thí. Thí là thí xả, thí bỏ hết, nghĩa là không có cái gì chấp mắt. Ngũ uẩn giải không, vì ngũ uẩn giải không cho nên mới độ nhất thiết khổ, khổ ách. Vượt qua tất cả khổ ách là tại vì tiêu kiến ngũ uẩn giải giải không. Đạo lý là vậy đó. Còn người nào không chịu cái đó thì người phải làm ăn theo quốc vương, thái tử, đại thần, thể tướng, tam công, cứ làm giàu, cứ tranh đấu, cứ chiến tranh, vậy thôi. À, rồi cái thứ sáu là niệm niệm thiên. Niệm thiên ở đây là phải nhớ cái chữ thiên này. Chữ thiên mà của Khổng Tử định á, cái này là ít có người biết lắm. Chữ thiên của Khổng Tử là thiên giả, là lý tánh chỉ đương nhiên, là chỉ cho cái tánh đương nhiên của vạn hữu, của vũ trụ nó an bài ra như vậy, như vậy và như vậy. Thấy ai làm lành thì sẽ trong cuộc sống mình sẽ được gặp cái kết quả lành, quả tốt. Ai làm ác trong cuộc sống của mình sẽ gặp những cái khó khăn, nó đối đáp lại cho mình. Làm lành thì trời tức là cái chân lý vũ trụ đó đáp lại cho mình cái quả lành. Mình làm ác thì cái chân lý của vũ trụ đó nó sẽ trả lại, nó đền trả lại cho mình một cái kết quả xấu, khổ đau. À, thì niệm thiên đây là đệ nhất nghĩa thiên, nghĩa là mình niệm cái chân lý bao trùm cả nhân quả. Hãy làm ác thì thọ lấy quả báo ác, làm lành thì được quả lành. Tu cái nhân giải thoát, đoạn trừ vô minh thì có kết quả là bồ đề niết bàn. Còn tu cái tam nhân tam ác đạo thì phải chịu cái quả khổ trần trọc của lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Đây, thế thì là tam tâm lục niệm là một cái đối tượng niệm của chánh niệm. Rồi còn niệm nữa, niệm thiên rồi đó, tức là tam tâm lục niệm đó. Rồi còn cái niệm này, cái niệm đó đó là cái niệm tổng quát nha. Còn nếu mà đi sâu vào ở trong mà cái chương trình mà của cái người mà phát tâm tu học theo cái hệ giáo lý tiểu thừa của Phật dạy thì tín niệm này á, đối với người tiểu thừa đó là phải đưa ngay vô trong cái chỗ tứ niệm xứ quán, tứ niệm xứ là bốn cái chỗ mà cần cái niệm đó. Cho nên cái chữ tín niệm á là đối với tiểu thừa là đưa ngay vào cái chỗ tín niệm là tứ niệm xứ, là thường thường phải quán thân, phải thấy được cái tính bất tịnh của tự thân. Người tiểu thừa là tại vì là cái thân này với cảnh trước mắt này cho ta, ta có nói tới Phật tánh, Pháp tánh, Tăng tánh như nãy giờ. Nói về Phật tánh, Pháp tánh, Tăng tánh, tâm tâm lục niệm đó là cái tu, đó là cái tu của đại thừa đấy. Còn cái tu của người tiểu thừa, của người A La Hán á là cái niệm, là các vị phải niệm về thân, thọ, tâm, pháp. Nghĩa là hàng ngày các vị mới thức được về rồi phải luôn luôn là quán thân bất tịnh. Các vị có quán chưa? Có ứng dụng chưa? Có thực hành chưa? Có thấy được cái thân của các vị là bất tịnh chưa?
Do vậy cho nên là mình phải tu dạy một thiền rồi vậy đó, là cả ngày, thật sự là thiền cả ngày. Nhưng mà mình câu nệ rồi mình gọi là thiền, mình bắt buộc phải ngồi. Chứ thật sự là thiền á không nhất thiết phải ngồi. Nhưng mà cả ngày từ khi ngủ là cái người tu là phải thường ở trong thiền định. Mà thiền định á thì cả đi, cả đứng, cả nằm, đương nhiên là ngồi cũng tốt thôi. Anh làm sao anh phải thấy cho được cái thân này là bất tịnh. Bất tịnh nó có hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng. Bất tịnh nghĩa đen là nó là tóc, lông, răng, móng, gèn, cháo, nước mắt, nước mũi, tâm, can, tỳ, phế, đại tràng, tử tràng, bàng quang, tam tiêu, vân vân. 36 vật, kinh cộng lại là 36 vật nha. Anh phải thấy hoàn toàn đó là 36 thứ cộng lại thành cái thân của anh. Thành nó vừa hôi tâm, vừa hôi hám, vừa có thể sinh ra bệnh đau, bệnh ấy nhức nhối, khổ đau. Chạy một chút vừa là đau mà lại hôi hám nữa. Rồi ở trong cái bụng này là tâm can tỳ phế, mình không học bác sĩ, chứ bác sĩ học cái nghề bác sĩ giải phẫu là mổ ra thấy biết rồi. Hoàn toàn trong đó là rất là bẩn, rất là ô trượt. Tại sao phải thấy được thực tế cái thân này là bất tịnh? Đó là nghĩa đen đó. Để mình đừng có đam mê, đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng bảo thủ, đừng quá tôn trọng nó. Không quy định nó nhưng mà không quá tôn trọng nó. Nếu có để cái tâm mà xem thường nó thì được chấp nhận, được tốt. Cái người tu hành nếu mà có thấy được cái tính chất bất tịnh của nó mà xem thường nó thì có tiến bộ rồi. Nhưng mà xem thường chứ còn không được tiêu cực. Tiêu cực mà tự hủy diệt nó bằng kiểu hành hà kiểu này kiểu nọ thì Phật không cho. Vì tự hành hạ khổ hạnh để mà mong quy diệt nó cũng là một cách tham sống cho cái nỗi không dám sống. Vì quá sợ chết mà tự đào quyệt sẵn để chôn mình, thế thì là cái đó lỗ lã thôi. Vì vậy cho nên có thể không xem trọng lấy mình mà cũng không có ý quy diệt nó. Vì thấy được cái tính chất bất định của nó cho nên là cái cuộc sống của mình phải giữ cái mức gọi là trung đạo. Giữ trung đạo, không trọng cái thân, không trọng cái thân lắm mà cũng không quý diệt cái thân. Vì nó là chiếc thuyền để cho mình nương mình qua sông đấy. Tuy nhiên đừng quá trao chuốt chiếc thuyền mà không chèo, không đi, không bước lên thuyền để qua sông, mà phải nhờ nó để qua sông. Qua sông để rồi bỏ nó đi, nhưng mà phải có nhờ nó. Vì vậy cho nên là quán thân bất tịnh thì cái nghĩa đen á là bản thân mình tìm thấy từng món một không trong sạch, không thanh tịnh. Còn cái nghĩa bóng là không an lành. Bất định đây có nghĩa là không an lành, luôn luôn là sống trong bất mãn, bất định, sống trong vui mừng, buồn giận, thương ghét, trùng trùng, lớp lớp. Những cái nguyên nhân khổ đau nó đến là chỉ vì cái thân này. Thế thì là cái niệm thứ thứ nhất đó, là cái điểm thứ nhất để mà niệm đó là quán thân bất tịnh. Cái điểm thứ hai để gọi là chánh niệm, mình để nó hướng về cái điểm thứ hai á là quán thọ thị khổ. Chúng ta hàng ngày chúng ta họ biết bao nhiêu họ mà thật sự là do chúng ta họ mà nó khổ dữ lắm ra nha. Cái con mắt á,
là thấy cái gì trước mắt nó sẽ là khổ, nó chỉ có phần nửa phía trước mà. Cái gì ở phía trước mình thấy nó làm cho mình bực bội, mình sinh khổ. Còn cái là vì cái đó là nó thuộc về vật chất, cho nên nó có được làm cho mình thấy thì mình mới là bực bội, mới là khổ đau. Còn cái thứ thọ này nó không có. Nó cái lỗ tai này nè, ở sau lưng, ở phía sau, ở xa, mà mình nghe những cái không vừa lòng mình cũng khổ nữa. Mình thở cái âm thanh không vừa lòng, cái tiếng nói không vừa lòng ở rất xa mà nó vẫn làm cho mình khổ được, là tại vì mình thở. Ví dụ như ở cái nhà mình ở vậy mà cái tiệm karaoke hát cái bên tối nhà mình mở hết mất, thành ra cái đó đâu phải trong nhà mình mà cũng phải người của mình. Nhưng mà mình thọ cái đó mình chịu không được, thành ra mình khổ. Rồi mình nghe người trong nhà hoặc người hàng xóm nói sau lưng, nói xung quanh, rồi mình thọ cái âm thanh đó, cái lời nói đó mình không chịu, mình cũng sẽ phải khổ. Chưa kể là cái thọ bằng con mắt, bằng vật chất, ví dụ như tiền bạc, sự nghiệp. Do vậy cho nên là cái thọ đó, cái lãnh thọ của mình đó khổ dữ lắm. Có thọ thì khổ, ai là hết mà phải tu quán thọ thì khổ. Đó là niệm xứ thứ hai. Cho nên là bất thọ nhất thiết thọ thì danh chánh thọ. Cái người mà tu tâm muội là không thọ cái gì hết. Ta gọi là hộ trì lục căn. Cái người ai là hết tu là Đức Phật dạy phải hộ, luôn luôn là phải hộ trì lục căn, phải gìn giữ lục căn, không cho nó tác động với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, mà phải đóng bích lục căn để cho nó đừng có thọ. Tu để được cái quả là hớn là ban đầu là phải tập cái đó, phải tập chánh niệm quán thọ là khổ, cho nên phải hộ trì lục căn, giữ gìn sáu căn trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, để cho nó đừng có thọ. Cái niệm xứ thứ ba là cái đối tượng niệm thứ ba đó, cái chánh niệm mà để mà niệm đó, cái đối tượng thứ ba đó là quán tâm, tâm vô thường. Tâm của mình thì hết sức nó thay đổi luôn luôn. Do vậy mà phải có chánh niệm, tại vì nó thay đổi luôn luôn, cho nên là phải tập trung chánh niệm để cột nó lại, chứ bằng không mà nó chạy. Trong kinh thường gọi là tâm viên. Tâm là ý như con vượn, tâm là ý như con vượn, ý như con ngựa. Thành ra là nó phan duyên, nó chạy theo tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục, sắc dục, sự nghiệp, vân vân. Rồi có lúc nó cũng muốn phát tâm bồ đề, cũng muốn tu hành, cũng muốn thành thanh văn duyên giác bồ tát phật cũng có. Nhưng mà rồi thay đổi dài dài, thay đổi đều đều. Vì vậy mà cái người học đạo là ta phải quán cái tâm, phải có chánh niệm để trụ cái tâm. Trụ cái tâm ở cái đó. Nhưng mà là tu là hết là phải lấy chánh niệm mà trụ vào cái tâm, cái chỗ bất bình, chỗ vô thường, chỗ khổ ha. Chứ còn á, chứ còn Bồ Tát thì khác. Nói cái chỗ đó đó là cho nên là mình học rồi, cho tới cái khi mà mình nghe mà mình không còn khó hiểu nữa đó, thì nó nói rằng là phải đi sâu vào trong giáo lý. Ở Đức Phật dạy các Bồ Tát đó là ung dung thể tụ như thanh kỵ kỵ tâm. Bồ Tát là phải xem cái tâm vô sở trụ. Đấy, thế thì ở đây là dạy bảo mà phải trụ cái tâm ở đây, cái chỗ quán tâm vô thường, thấy không? Cái đây là đại thừa, là tưởng tượng nó khác lại chỗ đó.
Cái pháp này là cái pháp mình đang học nữa, đang nói đây là cái pháp này là cái pháp ở trong tứ diệu đế, là cái pháp dạy cho cái người tu tập để chứng đắc quả là hơn của tiểu thừa. À, cho nên là phải lấy cái tín niệm cột vào trong cái quán tâm vô thường. Được cái thứ tư, tư niệm xứ là cái chỗ tụ tâm, cái tín niệm này nương giá cái tín niệm đem vào cái chỗ mình niệm đó, đó là quán pháp vô ngã. Quán pháp vô ngã thì giống như hồi nãy nói, hiện tượng dạng pháp phải thấy rằng như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp đều là vô ngã. Nhưng mà cái vô ngã đó, cái vô ngã mà của đại thừa đó, là như hồi nãy tôi nói đó, là quán thấy rằng là hiện tượng dạng pháp là tự nó không có cái tự thể của nó, không có cái gì là cái của nó để nó sinh ra nó. Chẳng hạn như cái bông lan đẹp gì mà không có cái gì của nó để nó sinh ra nó, mà nó là trùng trùng nhân duyên tác động hòa hợp nương giá mà sanh. Bản chất của nó không có bản chất, mà là thực tướng của nó là vô, là vô tướng, là không có gì. Thế là cái quán pháp vô ngã như vậy là cái học của đại thừa đó. Đại thừa nó gọi là thể không quán, quán ngay cái tự thể của nó, truy nguyên ra cho tới cái lúc mà mình thấy rõ không hề có tự thể. Tự thể của nó truy nguyên ra không hề có tự thể, ta gọi đó là thể không. Còn như đại thừa quán pháp vô ngã thì chưa được vậy. À, quán pháp vô ngã là phải quán cái bông này sẽ dĩ là nó đẹp như vậy á, là do có cái chất giải tấn, giải tấn rồi á, người ta mới lấy cái màu tím mà người ta mới đem vô, người ta nhuộm rồi á, người ta mới lấy keo, lấy hồ, người ta mới dán vô. Rồi trong cái keo hồ đó làm ra cái bông này là phải có keo, có giấy, có lưỡi lam, có đồ nghề mới làm ra được. Vì vậy mà thành ra cái hoa này coi nó đẹp vậy đó. Chứ mà nó là từ kim nè, chỉ nè, hồ nè, giấy nè, keo nè, rồi tay chân của con người nè, vân vân, nó làm ra cái bình hoa coi đẹp vậy, chứ thì thật là nó vô ngã, nghĩa là nó là nương giá hòa hợp bởi các cái thứ vụn vặt kia mà nó thành. Nếu mà bỏ các thứ vụn vặt nó ra thì cái này không còn là cái bông nữa. Thế thì cái cách mà tu tập như vậy đó, ta gọi là tích không quán. Chứ tích có nghĩa là phải chia trẻ, chia trẻ, mỗi trẻ phải chia trẻ. Ví dụ như thế này, bây giờ tưởng tượng làm sao cho nó không, tưởng tượng trẻ hai, rồi trẻ làm tư, tức là nát làm tư vậy. Rồi cái tư này trẻ ra làm tám, rồi lấy cái tám đó, trẻ hai, mỗi cái trẻ hai thành 16, 16 rồi 16 trẻ ra thành 32, trẻ riết, và cuối cùng á là nó thành ra như trần, như là gió thổi cái là biến mất không hề thấy cái gì. Thế thì té ra cái này coi vậy mà không có gì đó. Thì cái không có gì mà bằng cái kiểu quán tu tập như vậy của tiểu thừa đó, tức là tích không quán. Quán pháp vô ngã của tiểu thừa đó, nó khác đi cái quán pháp vô ngã của đại thừa. Đó là cái chỗ điểm tựa của mình, là tu tập chánh niệm đó, tam tâm lực niệm, rồi tứ niệm xứ. Rồi chánh niệm của mình là mình thấy còn nhớ luôn luôn, là mình phải tự cứ nhớ lại, nó là chánh niệm, bản thân nó là một con đường ngay thẳng, ở trong tám con đường ngay thẳng. Rồi mình phải nhớ rằng luôn luôn mình phải chánh kiến, luôn luôn mình là người đệ tử Phật, mình phải tránh tư duy. Mình quên tránh tư duy, mình quên tránh tư duy là mình không có tu tập thiền định, cho nên mình phải có tránh tư duy. Rồi mình phải sống bằng tránh nghiệp, mình phải sống bằng tránh mệnh, mình phải sống bằng tránh tinh tấn,
À, thế thì lấy cái chánh niệm mà nhớ lại các cái kia, để cho nó không có xa lãng, nó không có quên mất. Thế thì cái đó, cái mà nhớ, cái ghi nhớ, cái điểm tựa, để mà mình trên đường tu tập mình không được xa lãng, tập niệm, vọng niệm nó không xen vô, thì đều được gọi là chánh niệm. Mà cái trọng tâm của nó là niệm thiện. Nó đã có trọng tâm nhất niệm, nhưng việc bất niệm niệm chưa ác gia tự khởi. Trong ngày mà mình không khởi niệm lành thì các niệm ác nó dây lại. Đấy, để là chánh niệm là mình phải học như vậy. Tức nghĩa là phải học thôi, và phải tự hành thôi, phải tự ứng dụng, phải hành. Hành ít hành nhiều là phải hành. Chứ đạo Phật là không có gian sinh. Muốn cầu nguyện Phật không hề giúp đỡ được cho ai. Hồi Đức Phật Đại Thế cũng vậy thôi à. Đấy. Thế thì hôm nay như đó thôi được rồi. Hả? Chúng sanh vô lượng thề nguyện.